Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn vẫn tiếp tục theo dõi giải đấu Excellent Moscow Cup mùa thứ hai này với MPV Studio. Và trong game 1 của bo 2 này, do có chút việc bận nên mình đã không thể nào cast được và đã phải ngồi lê kem và không có bình luận. Nhưng mà game này thì mình đã trở lại. Game đầu tiên thì mặc dù ở early game, Denial Sport họ đã có một cái early game khá tốt khi mà ôn được hầu hết thời gian ở early game đến gần mid game với phía Hellraiser. Nhưng mà với một cái đội hình thực sự là càng về late càng khỏe thì bên phía Hellraiser họ đã lật kèo thành công và giành được chiến thắng cuối cùng. Trong trận đấu này, bên phía Hellraiser, Astai đã ban đi Mirana, DP và Shadow Shaman cùng với cả Thai nữa. Trong khi đó thì anh ấy pick cho mình được cặp đôi co rất khỏe, đó là Razer cùng với cả Brewmaster. Trong khi đó thì bên phía team Denial Esports của fucking Matt thì anh ấy đã ban đi Lycan, ban đi Void, ban đi Enigma cùng với việc pick cho mình được Skyrap Mage và Viper. Bây giờ sẽ là lượt ban thứ tư của phía Denial Esports và đó là một lượt ban khá là dị và lạ, đó là Chain Protector. Hellraiser họ tiếp tục pick cho mình Centaur. Ở trận đấu trước, Centaur của Denial Esports được cầm bởi fucking Matt đánh khá hay, nhưng do bên anh bị outban pick với việc có quá ít disable khiến cho bên phía Denial Esports đã công nhận phải một trận thua. Thì trận đấu này không còn Centaur nữa, Centaur sẽ đã được pick bởi Astai rồi. Trận đấu đầu tiên, EO của Denial Esports đánh không được hay cho lắm. Anh ấy hầu như thường là người chết đầu tiên trong combat, trong khi vốn EO phải là cái con đứng ở xa giữ cho mình được sống và có thể hồi máu cho cả team. Và trận đấu này họ có Skyrap Mage, có Viper, Iron Slow rất tốt cùng với cả skill 1 của EO nữa, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa hề có một disable nào. Không lẽ fucking Mage muốn lịch sử lặp lại một lần nữa? Không lẽ anh ấy muốn tiếp tục là một trận thua? Chúng ta có thể thấy ba co của bên phía Hellraiser trong trận đấu này họ đều là ba co rất tanh. Razer, Glen Mechan tanh, Brewmaster đánh mà không chết, có ulti là ulti ra có thể quẩy nhiệt tình cho combat được. Centaur thì tanh khỏi bàn rồi, đều là ba co cực kỳ châu chó. Không biết bên phía Denial Esports với Skyrap Mage và EO trụ làm sao nổi đây. Bây giờ có Barrider nữa, họ sẽ phải rất trông đợi vào cái việc Barrider kéo được một cò của đối thủ ra, sau đó quật chết cò đó và sau đó mới có thể gánh được. Bây giờ lại tiếp tục là Sand King, tiếp tục là một disable và skill AOE nữa cho phía Hellraiser. Mình đang nghĩ lịch sử sẽ lặp lại, không AOE, không stun. Denial Esports họ đang có những lượt ban pick rất kỳ dị và nó so với cái lượt ban pick của Hellraiser đang thua thiệt hơn hẳn. Trận trước mặc dù cũng có bán pick thua thiệt nhưng họ own early game và càng về cuối game thì những cái thua thiệt với bán pick nó càng lộ ra. Nếu trận đấu này không own được từ sớm để cho Viper cực xanh thì sẽ cực kỳ khó khăn. Centaur và Brew chỉ cần hai thanh niên này lên được blink thôi, bên phía Denial Esports combat mình đảm bảo sẽ cực kỳ là tan tác. Nếu mà xông vào kéo Centaur Brew ngay lập tức là sẽ blink vào dậm slow và sau đó thả ulti ra cùng với Razer và Sand King đứng ở ngoài nữa. Rất khó, một trận đấu rất khó. EO đứng ở đằng sau hay đứng ở chỗ nào cũng rất là khó chạy. Skyrap Mage thì vốn thân hình mỏng manh rồi, Barrider kéo được đối thủ về xong cũng không thể làm được gì khác. Và cuối cùng thì họ pick cho mình một cò cuối cùng là Lifestealer, cũng không hề có disable hay stun. Rất khó. Bây giờ thêm AA nữa. Đội hình của Hellraiser mình đang thấy một cái đội hình gank tốt, combat tốt mà late cũng tốt. Với Lifestealer như thế này có thể vô được Brew, có thể vô được Centaur, nhưng đấy chỉ là một combat 5v5 khi mà Lifestealer đã có đồ, đã có đam. Nếu không từ early đến mid game mọi gánh nặng về tank, về dia đam cho combat sẽ đổ hết lên đầu của Viper. Barrider kéo được một đối thủ về, EO kéo vào người Viper, Viper đấm
Skyrimate chỉ có thể hỗ trợ với cái Silent và Ulti hết. Trong khi đó thì bên phía Hellraiser thì có cái gì? Bây giờ bạn kéo ai? Bây giờ ví dụ như mà kéo Brewmaster về, Centaur ngay lập tức là sẽ Burling và Stun. Sun King sẽ lao đến với cái Ulti của Centaur. AA sẽ bắn Ulti từ ra, Razor lao vào hút đam. Hút đam của Viper thì bên phía Dino Esports sẽ khỏi đánh nhau luôn. Chúng ta nhìn qua về lap của hai đội. Bên phía Dino Esports, Falcon Man cầm Ray Scarlet, OKLM Paris cầm Barrider, Joran cầm Slime Stealer, Creo cầm Io và Amen cầm Viper. Trong khi đó thì bên phía Hellraiser chúng ta có Astyle cầm Centaur, có Dread cầm Brew, có Dubas cầm Sun King, có Immunias DZX cầm AA và Yoki cầm Razor. Bên phía Hellraiser các bạn có thể nhận thấy có Astyle, có Dread, đều là những thanh niên rất đều là những Gosu nổi tiếng ở khu vực Đông Âu, đặc biệt là ở Nga. Astyle thì đã là một huyền thoại rồi. Anh ấy với cái team Na'Vi là đội đầu tiên vô địch giải đấu The International. Na'Vi hồi đó có Astyle, có Astyle này, có Light of Heaven thì phải, có Astyle hình như hay là SS gì đó, một trong hai người đó cùng với cái bộ ba Puppy, Dandy và Hervos, cái thời T1 đã bá đạo. Đặc biệt Astyle hồi đó cầm con Butcher cũng cực hay. Bây giờ anh ấy đang cố gắng comeback lại sau nếu mình nhớ không nhầm thì là 2 năm không đánh pro, chỉ đánh pop các kiểu thôi. Và anh ấy vẫn đang khá chật vật trên con đường quay lại với các team tier 1, khi mà bây giờ anh ấy đang lập một cái team Hellraiser vẫn chỉ được đánh giá một cái team tier 2. Lại có pause rồi. Có vẻ như đánh ở server Đông Âu thì bên phía Denial họ bị thế nào thì phải. Từ nãy giờ mình thấy fucking mad disconnect rất nhiều. À, bạn nào nếu như bất kỳ bạn nào thấy game này có vẻ không hay, hay là không cảm giác mà không thấy thích nghe, thì hoàn toàn có thể sang kênh 1, bởi vì kênh 1 đang có một trận đấu, đang diễn ra trận đấu rất hay giữa C9 và nếu nhìn nhớ không nhầm thì là C9 và Power Ranger đang diễn ra. Game mấy thì mình không biết. Còn ngay sau trận đấu đó sẽ đến với giải đấu ESL One New York. Trận đấu được diễn không phải New York mà đúng là New York nhưng vòng loại châu Âu, đó là trận đấu được diễn ra giữa Na'Vi và Fnatic, một trong hai đội đứng đầu trong các top team Dota 2 ở châu Âu. Trận đấu giữa Na'Vi và Fnatic sẽ được diễn ra trong vòng tầm 30 phút nữa, sẽ được cast ở kênh 2. Bạn nào muốn hoàn toàn có thể qua đó xem. Và bây giờ đang có trận C9 và Power Ranger cũng ở kênh 2 luôn, cast bởi Du. Cái team Dineo này là một team của Pháp, toàn các thanh niên Pháp, với cái nòng cốt là fucking Matt và ông nào nhỉ, Paris hay là Aben nhỉ,
Game team này có hai người Gosu đánh từ lâu rồi, khá nổi nổi rồi, còn mình biết mỗi Falcon Mac thôi, còn đâu là ba người mới. Mãi vẫn chưa vào game nữa. Ok, chúng ta sẽ vào lại với trận đấu này. Bên phía Hellraiser họ có Astai cùng với cả Immune đi top đánh 212 à. Sun King nhiều khả năng sẽ làm nhiệm vụ là roam hỗ trợ ra mid, khi mà chúng ta có thể bên phía Denial họ đang chơi đua mid. Họ đang chơi đua mid với Falcon Mad cầm Skyramet và Armen cầm Viper. Đi như này chỉ tổ mất level của chỉ tổ mất level của Viper chứ làm được gì. Yuki đâu phải là cái hạng cái đâu phải là những cái con kiểu yếu yếu đi mid đâu. Sun King sẽ thoải mái vào rừng và stack kem và sẽ farm lên Blink sớm. Chỉ cần Blink thôi. Chỉ cần Blink thôi là bên phía Denial mình đảm bảo là nát con bạn. Dưới bot thì Lifestealer sẽ được free farm. Bây giờ là Falcon Mad cũng đang di chuyển xuống bot rồi, sau khi thấy ở mid deny được một chút ở đâu harass được một chút với Yuki. Bây giờ lên harass xong một hồi, cuối cùng Yuki vẫn có lượng farm tốt hơn Viper. Bây giờ thì ngang ngửa nhau, một ông 6 ông kia cũng 6, chả có gì cả, đánh rất khó. Trong khi đó thì ở phía trên top Paris vừa rồi Ocarina vừa rồi làm gì? Ok, disconnect cái gì này? Fuck. Xem qua. Regeneration. Vừa rồi không hiểu bị làm sao mạng nó tiện nó sụt một phát. Các bạn có vấn đề gì mà nó lag quá thì bảo mình nhé, mình chưa check lại luôn. Trong khi đó thì ở trong rừng này ba rider nhìn thấy bãi stack này vào ăn luôn, khá thơm. Nhưng mà bây giờ bãi stack này có khi lại để làm mồi cho săn kinh chứ không đùa. Then there was blood everywhere. Oh my. Trên top không hiểu Barrider đang làm gì nữa. Lởn vởn đây thế nào. Dính một stun. Một stun xong thì một cái dính cái câu feed vào đầu. Centaur thậm chí vừa rồi còn không cần đến dậm chân với cả đổi máu luôn, tự chết. Dread đang di chuyển ra mid. Bật có smoke, cảm giác đi solo dưới bot không được thì anh ấy đang cố gắng vòng ra mid để làm một mạng. Rồi đã có slow, cố gắng giết Aben nhưng mà Aben cũng rất trâu, không thể nào giết được. Ra vừa rồi chỉ là để đẩy Aben về không cho Aben farm rồi. Dưới bot hiện nay thì
Joran đang farm rất thoải mái. Nhưng dù là thoải mái thì anh ấy vẫn có lượng farm thấp hơn Joki ở mid, khá khó hiểu. Đúng ra với một cái lane easy như thế này, đặc biệt là nếu các bạn xem ví dụ như là Hervos cầm con AX này, thì mình có thể đảm bảo là đến thời điểm này anh ấy best nhất cũng phải ham hơn Astyle. Này cậu là một hero không hề khó farm nếu mà phải đi những cái lane easy như này. Bây giờ ở phía trên top, vừa rồi Parader suýt nó bị bắt một lần nữa. Lượng farm đến thời điểm này đấy mới chỉ được 21 con, kém 5 con so với Centaur ở trên top. Centaur hình như còn ăn thêm một vài con creep rừng thì phải. Ở dưới boss này đang cố gắng vô Dread. Game 1 thua do Alban Pick, không biết trận này mình thấy Alban Pick nó rõ ràng rành luôn. Đội hình có một ông tanh cũng có slow đấy, nhưng mà cái đội hình như thế này vào combat với Hellraiser tầm mid game không thể nào đấu được cả. Nãy cần phải lết thì mới trâu qua được cái mid game đấy. Bây giờ quang giết Dread rồi. Dread một hit nữa không được. Có phây nhưng mà cũng không thể hổ báo được. Vừa rồi nếu mà có level 6 là Dread đi đấy, nhưng mà không, vẫn chưa có level 6 nên là nãy phải đánh cẩn thận. Trong cái đó thì Sun King khỡ lên mẹ dày mana trước chứ không lên thẳng cho mình một cái blink. Đã có một stack 2 ở đây. Sau khi ăn xong stack này chắc chắn là sẽ ra stack ra một kem to nữa nếu kịp, hoặc không là sẽ tự stack chính cái kem này luôn. Bây giờ Barader đã phải vào rừng rồi, đi trên top quá khó. Và để cho Skyrap Mage có thể lên top hit level một chút. Dưới bot thì Io vẫn tiếp tục là lure creep vào để farm lên level, cần level 6 sớm. Ở mid đang có đánh nhau. Thời điểm hiện nay thì nãy bắt đầu farm tốt lên một chút, nhưng mà vẫn chỉ tầm ngang ngửa với Razor ở mid và kém hơn so với Centaur trên top. Centaur 2.500 tiền chưa lên cái gì, anh ấy chắc phải có blink sớm. Trận đấu này Centaur cần blink sớm mở combat. Trong khi đó thì Dread ở phía dưới bot không nên nó thọt làm farm được 12 con, không kém quá xa so với Barrider có farm rừng. Vâng, một kem stack quá bự. Barrider ăn xong kem này xong người béo cực kỳ luôn. Đang có vòng xuống bot của Dubas cùng với cả đây giờ ở đây. Hút hết đam của nãy rồi, nãy đã chui vào người creep. Vẫn hút tiếp. Không biết bao giờ mới chịu ra đây. Bây giờ sắp phải ra rồi nên nhớ rồi, giờ vẫn còn đam. Cố gắng giết mày. Không, vậy là giết điểm đấy. Trong khi đó ở phía trên top vừa mua blink cái khai trương blink bằng ngay một mạng của fucking Matt. À sai, khai có một màn khai trương blink rất tuyệt vời. Trong khi đó thì ở phía dưới bot thì nãy sau khi vừa thò mặt ra đã dính một cái slow, một cái stun và lượng đam trong cái hút vẫn còn của Joki không thoát nổi. Không ai cứu được anh cả. 3-0 cho bên phía Hellraiser. Trận đấu này mà cứ tiếp diễn như thế này bên phía Denial mình nghĩ chắc không trụ qua nổi được phút 20. Bây giờ Centaur có blink dày máu rồi, phút thứ 7 blink dày máu. Với cái bot thì Dread cùng với cả Dubas đang đi gank. không cần đi farm luôn. Sun King lên kiểu đi roam đi gank, không cần farm phiệp gì. Bây giờ cố gắng đấm vào đầu của Dread thì ngay lập tức có cái ulti cùng với cả skill stun ra của Sun King giết được Gio rồi. Ở phía đằng sau đã có ulti ra của Centaur giữ cho Dread được sống. Còn bây giờ phía đằng sau này Dubas có stun, anh ấy stun được hai người, bắn ulti ra của A nhưng không chính xác. Bây giờ Razor xuống, một phát skill một đã tiêu diệt được Scaramet. Bây giờ tiêu diệt thêm được cả Snake nữa, 6-0. Không được rồi, kế hoạch hủy hết rồi, hỏng hết rồi. Bây giờ không xanh kịp, không có blink kịp mà để bên địch xanh quá. Snake từ nãy giờ chết hai mạng liên tiếp. Farm bây giờ chỉ được 39 con. Radiant's bottom tower has seen better days. Radiant's bottom tower was always the weakest tower.
Dread. Dread chưa có level 6 luôn, không quan trọng. Dubas bây giờ dù là đi gank như vậy, anh ấy dây gank rất tốt, giết được hai mà acid được hai mạng. Đây là lên top luôn. Lên top mà sang kinh thảo Akkad ra thì Lifespeed cũng chả dám nào, chả biết làm gì. Chỉ có đi lần vào xung quanh, còn không dám vào, dám vào farm grid nữa. Và farm grid sang kinh sọc stun phát xong nó lại quay vào nó bạo cát thiệt cũng thế. Bây giờ có Blink rồi. Phút thứ 9 dày mana Blink. Sun King đấy là còn không thèm stack rừng đi đánh nhau luôn ấy. Chứ không phải là kiểu Sun King stack được stack rừng cho một đống xong đi vào bạo cát để ăn. Đây là quay level 8 rồi, sọc stun ngay đúng lúc mà Joran bật cái skill 1 lên. Bây giờ có Blink của Balader quáng tiêu diệt nãy, Sun King không tiêu diệt được. Bây giờ Dread lên. Khi mà Rystler đã không còn cái gì nữa. Vừa ulti vào ngay cái con creep còn nửa máu, thành ra là phải bay ra ngay. Và Balader phải chạy về. Vậy là mất hai cái ulti, trong khi đó thì ở mid một mạng easy nữa dành cho Astai. Cố gắng giết A, Aben đã giết được A rồi. Bây giờ quay quẩy sang đấm vào đầu của Astai. Bây giờ Sun King ra sọc stun được hai người. Anh ấy không có ulti nữa nhưng đã bật skill 2 lên. Trụ top thì đã mất rồi. Đã có tele về mid của Razer 8-1. Radiant's top tower is under attack. Network hiện nay của Razer quá cao. Lượng network chênh lệch hiện nay đã rơi vào tầm 7.500 phút thứ 10. Quả một khoảng cách chênh lệch khá an toàn. Trong đó XP là 4.000 dành cho VVH Razer. Đã có tele ra mid của ai đó. Vâng, đó là Astai, anh ấy có smoke. Dread chưa có Blink luôn. Có ulti rồi chứ có Blink. Lùa nãy anh ấy sử dụng cái ulti mình rất tốt. Bây giờ Aben chạy kiểu gì? Chạy kiểu gì đây? Mình đang nghĩ cái đường cho Aben chạy. Razor ra đấm phạt. Ơ kịp không? Vừa kịp. Ơ Lubas. Ôi dồi. Cố gắng giết Aben. Ulti luôn. Kéo được Astai. Astai vừa rồi hơi hổ báo. Nhưng bây giờ Dread không chạy bộ vào à? Ở phía sau thì đã giết được Skyrimate rồi. Quả vừa rồi đúng ra Razer chạy ra sớm một tí nữa thì tốt, mà bật trống lên thì tốt. Quả rồi Razer bật trống lên gõ một phát nữa, gõ một đến hai phát nữa vào đầu của Viper trong lúc đang bị dính ulti của A là chắc chắn 100% là chết. Razer vừa rồi hình như là trống vừa mới về hàng thì phải, có vẻ như vậy. Gà vừa mới bay ra mang trống ra, hơi đáng tiếc. Quả vừa rồi một con trống là sẽ giết được Balader. Vừa skill một vừa mở bay ra cái ngay lập tức là phải chạy về. Bây giờ Aben đã ulti vào đầu của Yoki. Cả Joran cũng đang đây, cố gắng giết Yoki. Nhưng Yoki rất trâu. Bây giờ Dread ra không có mana để ulti. 8-7, cố gắng giết Yoki, giết được rồi. Nhưng bây giờ là ulti cùng với cả stun đến từ Dubas triple kill. 4 mạng nằm xuống. Mà chỉ một Yoki mãi chết rồi, mất quá nhiều thời gian để giết Yoki. Trong khi đó thì Lifestealer bị hút hết cả, hút hết sạch cả đam. Thôi đời là vậy mà. Sida không ban pick như thế này, không hề có disable giết Yoki. Yoki cứ chạy vòng vòng thôi, kể cả bị slow cứ chạy vòng vòng thôi. Đấy là trong tình huống vừa rồi còn không có Mekhan. Nếu mà có Mekhan thì còn giết đến lúc nào mà thậm chí còn không giết được. Bây giờ Brewmaster cũng có Blink rồi. Phút thứ 12. Dire's bottom tower is under attack. Run little bottom tower, run. Khó rồi. Đánh nhau đánh đấm kiểu gì đây? Gâu bây giờ 9.500, XP 5.000, XP 4.500. Đánh kiểu gì bây giờ? Lifestealer không có cái đồ gì cả. Cầm mỗi cái giày phây với cái Orb of Venom. Tí nữa lên cái gì? Có cái gì trong ngày chưa? Ôi, chưa có gì luôn. Network bây giờ Lifestealer còn thấp hơn cả Barrider nữa. Barrider thì cũng chả có giàu hơn là bao nhiêu. Chưa có Fox Staff. Bây giờ lên kéo A hơi bị hổ báo rồi. Đứng giữa đường của team địch bắn skill ulti xuống. Trong khi đó thì ở mid vừa rồi chúng ulti được hai người. Barrider ra mid lại tục làm gì đấy? Không có ulti thì Blink lên cũng chỉ để làm cảnh mà, xong lại chạy bộ về mà rồi. Dread đã có Blink ulti đàng hoàng. Bây giờ bên phía Hellraiser họ đợi cái ulti của Centaur và đợi cái ulti của Sun King nữa là xong. Một combat có thể đẩy đến tận nhà luôn.
Rồi bây giờ vòng ra giết được Viper. Bây giờ quan trọng nhất là giết được Viper. Như mình đã nói thì Viper là cái con chủ đạo. Những cái tầm như kiểu Barrader hay là Scarlet Mage hay là Io bây giờ không đáng quan tâm. Quá mỏng, chẳng thể làm được gì được cả. Bây giờ không làm gì được cho đời. Bây giờ một phát ném dầu và đã phát hiện được Red đang đứng ở trong này. Smoke ra, smoke của AA đứng ở đằng sau. Sẽ có bắn ulti ra. Nếu Sentau có thể nhảy vào sổ vào được, chưa có ulti. 15 giây nữa. Combat sẽ bắt đầu trong vòng vài chục giây nữa rồi. 15 giây nữa creep đã đợt này vừa đủ đến. Sentau hoàn toàn thể blink vào, ulti xong blink vào. San King đứng ở đằng sau tụ ulti sẽ đợi thời cơ tụ ulti sau đó một phát blink và stun được 2 đến 3 người. Thì một combat nó sẽ cực kỳ là thần thánh không. Vừa rồi Astai hơi báo quá, bây giờ San King. Giết được hai người, giết được Viper thôi, easy game, easy life. Bây giờ Joran phải bật BKB của mình, bật BKB skill 1 chạy về. Giết được Barrider luôn, Barrider ra chói được Joki và chết ngay lập tức. Bây giờ đẩy vào tận nhà luôn, nãy mình nói. Một combat thôi là đẩy vào tận nhà, Joki không quan tâm. Anh ấy quá trâu để có thể bị chết. Bây giờ đứng ở tê lê vẻ, chả quan trọng, đời là mấy tí. 46 Astai kìa. Vừa keep blink tí ngoẻo với chú. Ngoẻo với chú quả vừa rồi đúng không? Kiểu throw 322 rồi. Bây giờ bắn vào Dread thì giết được cái gì? Bắn vào Dread để làm gì? Hết. Easy game cho Hellraiser rồi. Bắn ulti ra quả A trúng ai không? Trúng Io không? Trúng Io. Quả vừa trúng rồi. Vừa trúng đít. Io bị dính cái, ví dụ như là nãy trúng cái ulti của A trắng trắng là Io trúng cái ulti của A, người vẫn thế, căn bản trắng sẵn này, xem trắng sẵn này. Go bây giờ lên tầm 13.000 lên trong phía Hellraiser 15 ở phút thứ 16. XP là tầm độ 7.000. À trời ơi, tù rồi. Bây giờ ăn thêm Roshan nữa, ăn thêm Roshan nữa cho Astai, cầm Roshan. Astai sẽ lên cho mình một cái cơm đánh. Cầm đánh gì sẽ dí thẳng vào đầu của Viper. Dí thẳng vào đầu Viper là tại sao? Bởi vì Lifestealer hiện nay anh ấy chẳng hề có đam. Mà kể cả là có đam đến nơi, Yoki chỉ cần đứng ở trong combat và hút đam của Naik là cũng hết. Trận Na'Vi, vâng, có một số bạn hỏi trận Na'Vi. Vâng, trận Na'Vi sẽ được cast ở kênh 2 PPVN02 bởi Du. Chỉ trong một vài phút nữa thôi, tầm 20 phút nữa thôi. Đây là các bạn nếu mà muốn xem trận Na'Vi hoàn toàn thể sang kênh 2. Kênh 2 sẽ được link của kênh 2 để chỉ cần thêm số 02 vào link này, hoặc là các bạn có thể xem check link ở trên Facebook. Và bây giờ nói đến đánh nhau, bây giờ đến đánh nhau thì Scaramia chết quá nhanh, bắt đầu phải blink về. Này, nãy cùng với kiểu Io cũng chạy. Định ra ăn, không hiểu định ra lại định ra làm gì ở cái chỗ command vậy. Bây giờ San King cũng chưa mất ulti nữa kìa. Vừa rồi San King một con Fox Staff đang may đấy. Đấy chị. Quả vừa rồi mà có Fox Staff thì EO đi là cái chắc. Bây giờ sẽ ăn chỗ 2 trên top. Ngọt từng phần một, trái việc gì phải vội cả. Đang có lợi thế quá lớn như thế này, chỉ cần chiếm hết trụ, chiếm hết tầm nhìn. Bên phía DL họ không dám ra farm là họ thua. Viper đã có cái gì rồi, vẫn cái mây khan. Io thì vâng lại Naik. Cố gắng lên cho mình một cái hand medas để có thể tăng tốc độ farm, nhưng mà thời điểm này là quá muộn rồi. Tăng tốc độ farm kiểu gì được? Bây giờ cái cooldown tầm 100 giây nhá. Thì 100 giây tức là tầm gần 2 phút dùng được một lần. Thế cứ tầm giờ tầm hơn 1 phút rưỡi dùng được một lần thì tầm 3 phút dùng được 2 lần. Mình nói thật, cái tầm này 3 phút đến 5 phút thì chắc bên phía Hellraiser đẩy vào tận nhà luôn. Bây giờ Bider chết ngay lập tức cùng với cả Aben chạy vào nồi. Easy weapon. Đấm Io đó, hết vẹo, fucking mad, đấm phát nữa chết. Cố gắng giết Yoki bật Mekhan lên. Ở đằng sau giết được Io, easy weapon. Buyback ra 3 người, buyback ra 2 người để làm gì đây? Ulti vào Dread được force, được tự blink mình ra nhưng vẫn trúng ulti. Yoki có Aegis không quan tâm. Bây giờ là tele về. Kệ team địch luôn. Team không có một cái disable nào để có thể disable những vai như thế.
một mình Valider là không đủ, một cái ném bom xăng. Ok, GG qua play à? Sỏi GG rồi. Cuối cùng quyết định GG ở phút thứ 18, mình bảo không qua được phút 20. GG qua play. Vậy là trận đấu này quá đơn giản dành cho bên phía Hellraiser. Trình độ quá chênh lệch. Ao ban pick từ đầu đến cuối. Vậy là game đấu sẽ kết thúc và bây giờ mình sẽ hóng hớt theo.